Tối qua 28 tháng 7, đội 7 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Xuân kiểm tra đột xuất căn nhà số 21 thuộc khu tập thể X16 Bộ Công an, ngõ 93 đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ gần 200 bình khí N2O các loại và nhiều trang thiết bị sản chết. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang Trần Quốc Anh, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Thanh Hóa, đang sang chiết khí N2O từ các bình 40kg sang các bình 5kg và 10kg để đi giao cho khách. 136 bình khí N2O có trọng lượng 5kg, 10kg và 51 bình khí N2O có trọng lượng 40kg sử dụng để sàn chiết đã bị phát hiện. Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Quốc Anh không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định. Bước đầu, đối tượng này khai nhận số bình khí cười này chủ yếu được bán cho các đối tượng sử dụng tại nhà riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua mạng xã hội. Giá trung bình được Trần Quốc Anh giao bán từ 300 đến 500 nghìn đồng một bình, từ 5 đến 10 kg. Theo ước tính của đội 7, đây là vụ thu giữ số lượng bình khí N2O trái phép lớn nhất từ đầu năm đến nay do đơn vị phát hiện.